Đàm Thu Trang tiết lộ nguyện vọng của con gái trong ngày sinh nhật tuổi lên 3. Cư dân mạng khó tò mò liệu không biết Đàm Thu Trang và doanh nhân Quốc Cường có thực hiện nguyện vọng cho Suchin hay không. Mới đây, Đàm Thu Trang đã chia sẻ lên trang cá nhân đoạn clip trò chuyện đêm khuya cùng cô con gái nhỏ. Trong clip, cô con gái nhỏ Suchin thủ thỉ với mẹ rằng muốn có ca sĩ đến hát trong ngày sinh nhật. Suchin còn tiết lộ mong muốn ca sĩ sẽ hát bài Happy Birthday cho cô bé. Khi được mẹ hỏi muốn cô ca sĩ hay chú ca sĩ thì cô bé nhỏ nhẹ trả lời là cô ca sĩ. Cuối đoạn clip, Đàm Thu Trang có hứa hẹn cùng con gái rằng sẽ bàn thêm với ba để thực hiện nguyện vọng của con. Màn đối thoại đáng yêu của hai mẹ con khiến mọi người vô cùng thích thú. Đồng thời cũng khen ngợi Đàm Thu Trang về việc dù ở cứ bận rộn chăm con trai nhỏ nhưng vẫn luôn quan tâm và để ý tới con gái để tránh em bé bị thiệt thòi. Trước đó, vợ chồng Đàm Thu Trang, Hường Đô La từng tổ chức sinh nhật vô cùng hoành tráng cho con gái. Trong sinh nhật 2 tuổi của Suchin, vợ chồng Đàm Thu Trang đã đầu tư cho gái cưng từ thiệp mời đến khâu tổ chức, sân khấu, quà tặng đều sang xịn mịn. Qua đó cho thấy độ cưng chiều và rất chịu chi cho sinh nhật ái nữ của Cường Đô La và Đàm Thu Trang.